Rồi, Bảo Phát xin chào tất cả quý anh chị ha. Hôm nay Bảo Phát sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà đang được rao bán tại khu phố 6, phường Long Bình. Thì vị trí của căn nhà thì gần chợ Chạy Bò, gần khu công nghiệp Amata, gần khu công nghiệp Long Bình luôn, phía sau của công ty Taiwan. Vì nhà có diện tích đó là ngang là 4, dài là 14 quý anh chị ha. Thì hiện tại căn nhà này bé có cái giá đầu tư cho quý anh chị nè, phù hợp với anh em công nhân, đó là giá 760 triệu. Thì cái giá này là chủ nhà còn đang thương lượng ha. Nếu quý anh chị em nào thiện chí muốn mua căn nhà này thì chủ nhà sẽ bớt cho chúng ta bớt lọc ha. Thì đây là phía trước của căn nhà, thì phía trước nhà đang làm cổng, làm hàng rào. Thì bước vào trong nhà ta thấy có một cái hiên để xe. Rồi bên trong đây là phòng khách, thì nhà đang trong quá trình là hoàn thiện. Thì nhà đây là phòng khách, thì có thiết kế la phong này, la phong thả, thiết kế một cái màu rất là cũng sáng cả nhà ha. Thì nhà này thì nói chung là phù hợp cho nên quý anh em công nhân nào đang tích góp á, được số tiền không nhiều thì chúng ta có thể mua căn nhà này ở tạm theo thời gian ha. Thì nhà thì gồm có là 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh và 1 phòng khách. Đây là cái diện tích của cái phòng ngủ. Diện tích phòng ngủ thì cũng rất là rộng luôn, và được ốp gạch chân tường lên 1,5 mét để cho nó sạch sẽ căn nhà. Thì đây là cái căn phòng ngủ thứ hai đây quý anh chị ha. Đó, thì nhà này thì phù hợp cho quý anh chị em nào mà có 2 vợ chồng, 1 đứa con ở vô tư rồi. Đây là không gian của nhà vệ sinh, thì có bồn cầu, la lavabo và có kiến, và các là cái vòi sen luôn đều sẽ được lắp ráp sau khi hoàn thiện. Quý anh chị em nào mà thích căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ cho Bảo Phát ha, qua số điện thoại 0846 583 538 ha, để sở hữu cái căn nhà này. Thì tài chính chúng ta không nhiều thì chúng ta có thể mua căn nhà này để ở. Nếu như sau này chúng ta không thích căn nhà này nữa, chúng ta tài chính ta nhiều, ta muốn tìm căn nhà rộng hơn thì chúng ta có thể bán căn này đi. Thì bên Bảo Phát sẽ rao bán cho dùm cho quý anh chị luôn ha. Đây cái không gian nhà bếp. Không gian nhà bếp thì người ta có là cái kệ tủ trên và kệ tủ dưới. Kệ tủ trên thì cũng được làm rất là trang trí, cũng rất là đẹp nè quý anh chị. Đó. Thì ở bên dưới thì ta có cái la lavabo để mà người ta rửa chén. Và không gian bên này thì người ta có thể là để bếp ga mini hoặc để bếp ga lớn gì đó, thì sẽ thích quý anh chị ha. Thì nhà cũng đang trong quá trình hoàn thiện thôi. Thì ở bên ngoài thì cũng đang làm một cái cổng bao bọc xung quanh đó, để bảo vệ vấn đề an ninh. Thì khu vực này là cũng rất là an ninh. Phía trước nhà thì cũng có rất là nhiều cây xanh, rất là mát mẻ. Nhà thì nằm ở hướng đông bắc, nên là khi mà buổi sáng thì hơi nắng tí xíu, buổi chiều thì rất là mát mẻ cho quý anh chị ha. Buổi chiều tầm 1 giờ là khu vực rất là mát luôn. Đó, phía trước thì ta có trồng nguyên hàng dừa luôn nè. Đây là toàn bộ diện tích của ngôi nhà. Thì cái khu vực mà có mái tôn thì sau này cũng đang được xây dựng. Nhà thì nằm ở khu vực rất là đông đúc ha. Rồi xin chào quý anh chị ha.